Đầu tháng 2, chị Trương ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã đến bệnh viện kiểm tra vì nghi có thai. Một nữ bác sĩ sau khi kiểm tra cho chị Trương đã xác nhận chị đang mang bầu. Tình trạng sức khỏe cũng rất tốt. Bà mẹ 31 tuổi sau đó được kê thuốc bổ dành cho phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, sau khi uống thuốc, ngay đêm đó chị Trương bị đau bụng dữ dội, thậm chí xuất huyết. Người nhà lo lắng đưa chị đến một bệnh viện khác và rất sốc khi nghe tin chị đã sảy thai. Tôi kể với bác sĩ loại thuốc được bệnh viện kia kê đơn. Bác sĩ bảo tôi mang đến để ông ấy xem. Vừa nhìn, bác sĩ đã bảo đây không phải là thuốc dưỡng thai, mà là thuốc phá thai. Theo đó, loại thuốc chị Trương được kê là Mifepristone, hay còn gọi là RU486, dùng trong các trường hợp kích thích đẻ non hoặc đình chỉ thai nghén. Chị Trương chia sẻ điều khiến chị đau lòng và tức giận là nữ bác sĩ không hề có biểu hiện ăn năn, chỉ nhận mình đã sai trong lúc kê đơn thuốc. Bệnh viện này đồng ý bồi thường cho chị Trương số tiền là 10.000 nhân dân tệ, tương đương 34 triệu đồng. Vụ việc đang gây phẫn nộ trong dư luận Trung Quốc. Nhiều người cho rằng thái độ của nữ bác sĩ kia hoàn toàn không có ý nhận trách nhiệm và không xứng đáng để làm bác sĩ.